Theo Military Watch, có thông tin tiết lộ rằng Hải quân Hoàng gia Australia sẽ nhận 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Australia đã ký hợp đồng mua lại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh, như một phần của quan hệ đối tác chiến lược AUKUS vào tháng 9 năm 2021. Hai trong số 3 chiếc tàu ngầm được Mỹ cung cấp là đã qua sử dụng. Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia, Phó Đô đốc Jonathan Witt đã thông báo cho Hội đồng của Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Pháp luật Thương mại của Thượng viện về các kế hoạch này. Hai chiếc Virginia sẽ được chuyển giao cho chúng tôi và sau đó chúng tôi mua một chiếc từ dây chuyền sản xuất. Việc phân bổ chính xác số tàu ngầm được chuyển giao vẫn do Australia và Mỹ quyết định, nhưng chúng tôi đang xem xét những chiếc tàu ngầm có tuổi thọ hơn 20 năm. Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia. Các nhà máy đóng tàu của Mỹ được cho là sẽ đóng 66 tàu ngầm lớp Virginia, mặc dù kể từ khi bắt đầu đóng vào năm 2000 nhưng mới chỉ có 22 chiếc được hoàn thành và hiện còn 6 chiếc đang được đóng. Điều này đã đặt ra câu hỏi liên quan đến việc bán hai trong số các tàu lớp Virginia đang có trong biên chế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng chiến đấu của chính Hải quân Mỹ cho đến khi có sự bổ sung mới. Lớp tàu này bắt đầu được phát triển vào những năm cuối chiến tranh lạnh để thu hẹp khoảng cách về hiệu suất với các thế hệ tàu ngầm mới của Liên Xô. Bên cạnh việc mua những chiếc tàu ngầm, Australia cũng đã cân nhắc mua máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider của Mỹ. Những hành động này được các chuyên gia phân tích coi là một biện pháp nhằm tăng cường khả năng của nước này trong việc đóng góp vào các nỗ lực của khối phương Tây nhằm kiềm chế sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Triều Tiên. Các tàu ngầm lớp Virginia sẽ có độ bền cao hơn đáng kể so với các tàu ngầm điện diesel lớp Collins sản xuất trong nước của Australia, cho phép chúng hoạt động trong thời gian dài hơn đáng kể ở các vùng biển xa như Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông. Theo một số ước tính, những tàu ngầm lớp Virginia sẽ cho phép Hải quân Hoàng gia Australia duy trì triển khai ở Đông Nam Á trong 77 ngày, dài hơn rất nhiều so với chỉ 11 ngày đối với tàu ngầm điện diesel. Việc Australia mua tàu ngầm tấn công hạt nhân đã làm dấy lên mối lo ngại cho cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng như trên khắp Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia suy đoán sớm muộn Australia cũng có thể tham gia vào một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Mỹ để cung cấp cho các tàu ngầm khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tàu ngầm được coi là tài sản phi đối xứng có giá trị để đối phó với lực lượng hải quân mặt nước lớn hơn, hiện đại hơn và do đó đây được xem là phương án tối ưu cho Australia và Mỹ. Cả hai đều có nguy cơ bị đe dọa rất lớn trong một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đông Á. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.